rồi, rất nhiều bạn viết đẹp. Chúng ta cố gắng lên nhé. Cô hướng dẫn viết từ thứ hai, dỗ tổ. Từ dỗ tổ có hai chữ ghi tiếng, dỗ có chữ giờ. Chúng ta dê phấn nối sang ô. Sau đó đánh dấu phụ. Dỗ. Từ tiếng dỗ sang chữ ghi tiếng tổ, cách một con chữ O. Khoảng cách chữ tổ. Cô thấy hôm nay nhiều bạn viết bảng đẹp. Chúng ta cố gắng lên nhé. Vào bàn, đầu hơi cúi, mắt
Cô nhận xét, chúng mình học sôi nổi, hái phát biểu xây dựng bài, nhiều bạn đã có tiến bộ trong giờ học. Ở tiết 1, cô vừa dạy các em bài gì? Mai Nhiên? Em vừa cô là cần chỉ có âm chế. Cô đồng ý. Mời một bạn lên bảng đọc toàn bài trên bảng lớp. Mời Linh. Dưới lớp đọc nhẩm. Cô có một số từ khó mà các em hay nhầm giữa sờ và sờ, dấu thanh hỏi và ngã. Cô đọc: chó sù đi xa bị ngã. Mời Hiện. Tổ 1 đọc rất to.
các em nghe cô đọc một số từ ngữ để phân biệt khi viết chính tả và đọc bài. Cô đọc, chúng mình chỉ tay theo dõi, đọc thầm. Dỗ tổ, dỗ bé, giữ ý, chó giữ, dã từ, dã thú. Mời Linh. Em xin cô em đọc bài. Dỗ tổ, dỗ bé, giữ ý, chó giữ, dã từ, dã thú. Cô mời Linh. Chúng ta cùng đọc bài tập đọc hôm nay. Nghe cô đọc, cả lớp chỉ theo dõi. Bé ở nhà, bà đi chợ, bố và mẹ đi xa. Chỉ có bé ở nhà, bé đi xe, bé cho cả chó xù đi xe. Xe bị đổ, cả bé và xù bị ngã. Bé dỗ xù, bé bế xù ra hè. Ở đó có chú gà cổ. Đọc trong nhóm 2, cô thấy nhiều bạn đọc, nhiều nhóm đọc rất tốt. Bạn là Thịnh và Tú, chú ý một chút nha con nhé. Thi đọc, mời nhóm bạn Linh. Bye.
nhóm bạn Huyền. Các bạn khác chỉ tay theo con. Mời nhóm bạn Tú. Cô hướng dẫn viết từ khó. Chúng mình chuyển sang việc 4. Cô hướng dẫn viết từ khó. Đi chợ.
chợ.